បារាំងសម្រេចបណ្តេញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ី 1 ខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅអាគារតូចធំនានានិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែបញ្ហារបស់រុស្ស៊ីដែលបានវាយសម្រុកមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសូមជម្រាបផងដែរថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដែលចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022មានការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅក្នុងនោះផងដែររុស្ស៊ីបានចោទអ៊ុយក្រែនក្រោមមូលហេតុគឺប្រល័យពូជសាសន៍ដែលមានន័យថាប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអ៊ុយក្រែនធ្វើទុកបុកម្នេញមិនឲ្យមានការរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនការចោទប្រកាន់នេះហើយដែលជាបញ្ហាដ៏ធំដែលរុស្ស៊ីត្រូវបានបង្កើតទៅជាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊
sắp đá ní ban ní dây thả luôn nâng một đánh một tay tù đồ xí xam sắp rạm nẹ bằng thèm tiên tranh phí bảo tê rồi bọc luôn chiếc này mùi nê ca cho rốm chứ mùi nâng bằng đà bảo tê nơi đồng bọn ở rộp đó tê tiền sẽ lại tọp cho mùi nâng ca chứ liên biên đồng bọn đồ xí lợi ủi kèm ní bà dông thơ tam ca chỉnh xói đó tiếp nhạc nghị xa bò rồi miên à ca phế nơi khốn ngay ông kia tì pram khai mì xá chứ nâng phí bọn mà phê phí nì nơi khốn xí kê đây kè lãnh ca mùi rồi bọc rồi xuống ca bảo tê bà răng bạn mình chết đôi chân này thay bà răng nâng bàn xâm rạch chân nơi lượng nghịch ní cư thường ngày chân tháng nâng bận đánh bận trái tốt rồi gì mùi chùm nuôn tranh phì bảo tê rồi bọc luôn đòi xa tay xa ca mà phìa bảo 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 kế bà bảo chăng nâng phò bảo dọc xoắn thể sốc rồi bảo bà răng đòi lại bà dông thờ tàm bận trái mùi rốt nơi cửa xuống ca bảo tê bà răng bàn pháp nẹ xa bảo miên nơi khôn ông sốc nâng khó mân bình tranh mà tê chú mua thả bận trái tốt rồi gì xa xa bảo nè nâng trơ ban bằng đánh tranh phí bảo tế bà răng tè mà đông cố bình chế phong này thả cả xâm rách lưu cả ra nây bằng đánh bằng trái tu rồi bảo bà răng thừa là ứng chung phu ca bằng hành xa mà kịp hiệp chung môi nâng bảo tế nâng khăn ông đồng bọn ở rộp xem xe tiên đại ban bằng đánh bằng trái tu rồi xí tranh chưa bằng to phí bảo tế rồi bảo phụ kế cháp tăng ta phí tì kông mù sku bà cầm lăng dô thiên lưu ôi kèn đại lô kháng lệnh chát tốt thả chia tổng vừa trên liền biên cao phí thường ngày tì mà phải buôn khai cùng phía chân em phí bọn mà phải phí ni đại trên liền biên dàng khăn khá tờ lỡ ôi kèn hai nữ khăn ông cả đời này ní cư màn ai ủi khuôn xóa lại đối chân nó bỏ ra miên ni miên phần năng đảm bây tổ tư ban nở bỏ ra miên tùm mây bằng thèm tiết xô mê ta chú ý subscribe nâng like.